3. Ngày muốn dưới một lực mà xa hơi. Mán. Muốn phát một mán không? Muốn phát một mán chút. Phát bấy phát một mán không? Phát bì. Anh sẽ tao lấy cùng lúc tập. Thế chứ cùng lúc một thầy. Tập cùng muốn phát mán một thầy. Tập cùng muốn phát mán một thầy. Buồn nó thế thấy chó lực lũ mình đã buồn đi lực lũ thời gian mà thầy bằng thầy thời gian đang ngồi ở nâng cứ không biết ai cũng mình cũng đọc thầy mà nấy tôi lên nhẹ này cái cô có đặt cô quên cô mà anh sao thầy muốn bố tập mùi đúng không cô tập phẩm phơ bố mà anh sao thầy nó thế bởi vì nè nâng nhìn phở kia ra ta qua bụi ta hoa ta không mây lòng phơ qua mang một thầy và bây và bụi xe kia kia thì nhá nhưng mà nhá hô hô mang xóa thầy cái lớp như một tờ và lớp cùng lúc sản sập khuôn mít ai cơ lúc sáng sập và mang tới là cơ lúc quá cơ lúc bộ một thầy đi vui ok một thầy qua tóc sàn sập trợt và bạn thầy khá tiết vô một thầy qua tóc sàn sàn sập nhìn thấy từ xa mùi nhất nhìn thấy từ xa khoa và to và kiệt một thầy mùi qua bằng buôn tám sập nhé cứ cố gắng cũng chưa vậy mùi cô cũng muốn mà sàn sập mùi cô muốn tóc tóc cô một thầy bàn sàn sập ở lớp đầu bên khung kết ạ một thầy đi qua mà sàn sập bảy xuống vô con mùi kia đây mở lấy con na mui ra mau ông pin một thay một na ra ông pin từ một thầy tới khoáng ra ông pin tiền một thầy buồn nữa nhé chọn con nè rồi lên một ba ôm tập thế nào đây đi lên cho mặt sau rồi nhé mưu con đã không đâu mà không sẽ đi đâu nhầm bạn con tin lại mấy cái mua cái này cũng là lãng phí chứ không kèm hò à lấy cái mua chân tay sao cái xe ở đây nhanh cứ như tim đi lơ mà hả mấy khăn tay sao cứ xua con ngực chờ cũng xua với nhất là nông cũng xua bọc thay trăm qua phòng ăn trăm sơ côn trăm ô trăm quá trăm lâm tờ bọc thay trăm bọc thay môi qua phòng ăn trăm sơ bọc trăm tờ bọc thay trăm tờ bọc thay trăm tờ trăm sơ qua phòng ăn trăm sơ sơn ba quả sơn hai cái tờ côn mình rúa vía thằng sơ rúi hao dự ở khoảng môi khoảng tùy đi dựng tạ vía sơn của con tên này đó hai tám sập một số tám sập thì chỉ hỡi tám sập khoảng số thứ tám sập và cứ ở khoảng đấy thì số thì là tiền nó cứ suy nghĩ là tôi cũng suy nghĩ bằng tay mấy khoảng hai tám sập và quy rất là và quy mà còn xa à còn là ra và tay phơ khoảng hai tám sập và khoảng bơi mà mình cắt hai bơi nhất là số tám nhau cô cảm ơn con
ចុងក្រោយគេ29ប៉ះមក30 1អត់ទៅច្រើនហើយមកតាមទៀតទៅទីនឹងកាទៀត100បាទ100លើកនេះបាទលើកនេះគឺគម្រប់100គឺធ្វើឲ្យគ្រប់100តើខ្វះប៉ុន្មានតើខ្វះប៉ុន្មានបើគោលរួចហើយខ្មាច់ជិះយកឲ្យតែនៅតែប៉ុណ្ណេះបើគោលនិយាយសិនមើល90ខ្វះប៉ុន្មាន100គឺតើកូនស្រី80បាន100បាន20អូបាទកូនក្រោយទេគូឈ្មោះនេះវិញ10បាន100បាទបាត់តទៅ9អឺកូនតែទៀតអត់កូននោះ30បាន100 30បាន100គូនបាទអត់ណែបាទចាញ់កូន30ដូច33យ៉ាងណា33យ៉ាងណាកូន30ដូច3 3ខ្វះម៉ាន10 3ខ្វះម៉ាន10កូនបាទខ្វះ7ចុះ30ខ្វះម៉ាន10ខ្វះម៉ាន100ខ្វះ7អឺកូនអត់គាត់ទាន់ចាញ់ទេកូនយើងគិតពីអាតូចទៅមុន7ខ្វះ3 10អញ្ចឹង70ពិន្ទុ30ខ្វះ70បាន100ទៅណាអូអូណាទៀតអាគិតឡើងយីមែនអឺ60បាន100បាទចាប់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងចាំណាអូណាណោះអឺ20បាន100ទៀត20ខ្វះហ្នឹងត្រឹមត្រូវនេះទៅលើកតាអូណាទៀតទៅបាច់ឡើងអូមេការ៉ា50ខ្វះ100បាទបាទជឿនឹងបើគូណានៅខ្វះនៅហ៎តោះណា100ខ្វះ100ចុះត្រូវឆ្លាតតែចាប់វានេះហ៎ហើយចុះនេះអឺសេចក្ដីរបស់ទៅ40ខ្វះ100បាទត្រង់ទៅហ៎ត្រង់មួយចុះត្រូវគេបងគូណាមួយ10000កន្លែងកយើង
បាទការរាប់បន្ថែមម្ដងមួយមួយដងកនេះគឺជារូបតំណាងឲ្យករេមួយដងលោកគ្រូអត់បានធ្វើរូបទាំងករេទេអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយុវបិទ្ធឲ្យគុំឃើញណាដូចក្នុងសៀវហើយមើលបានតែលោកគ្រូអត់បានធ្វើតនទេបាទហ្នឹងគេហៅថាទាំងករេអូនបាទណារូបមួយមួយហ្នឹងថៃគេហើយគាត់លោកគាត់សួរចំនួនប៉ុន្មានទេលោកគាត់សួរថារូបហ្នឹងលោកគាត់ហៅអីមិញហ៎មួយមួយហ្នឹងគេហៅរូបអីទាំងការ៉េទាំងការ៉េមួយមួយមានចំនួនប៉ុន្មានទាំងការ៉េមួយមួយមានចំនួន100ទេណា100ការ៉េតូចគាត់ឯងគាត់ទាំងការ៉េធំមួយមួយមានចំនួន100ការ៉េតូចបើសិនជាការ៉េឈើដើមដើមណាដើមដើមគឺមាន10មានតោះហើយគឺមានតែដាក់ជំនួយមកដល់គាត់ហើយមកអូគេនេះដាក់ឡើងជិតណាស់ហ្នឹងហៅករេដើមនេះគេហៅករេទាំងការរេតប10ដងវាបាន100ហ្នឹងគាត់ណាតប10ដង100ឥឡូវយើងលុបដង100ម្ដងលុបដង100ដង100យើងលុបអានឹងចៃឥឡូវគាត់សាររកទាំងករេយើងមានរួចមាន2មាន3មាន4មាន5មាន6មាន7មាន8មាន9មាន10ចាប់តាមរកបន្ថែម100ថែម100 200ថែ100 300ថែ100 400ថែ100ទៀត500 500ទៀតរៀនដៃរបស់យើងចឹងណា1តំណាងឲ្យរកទៀត100200 300 400 500បាទពុកខ្លះអត់បានគិតទេអង្គុយគ្មានទំដឹងប្រយ័ត្នអត់ចេះណាលោកគ្រូមានវិការផ្ទះឲ្យកូនសរសេរចំនួនហ្នឹងជា 2A បាទយ៉ាកូនឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទ500ហើយតោះខែ100ទៀត600 200 300 400 500ជារងនៅឥឡូវអូឌីនយកឡើងកូនរកអើកូនមួយបាទអរគុណកូនច្រឡំចឹងដូចនេះទាំងការ៉េ10ស្មើនឹងស្មើនឹងអី1000ស្មើនឹង1000ការ៉េតូចឬក៏ត្រឡាត្រឡាតូចតូចណាត្រឡាតូចតូច1000ការ៉េតូចឥឡូវលោកគូសួរសួរមនុស្សស្ទាំងការ៉េមាន100មួយស្ទាំង3ស្ទាំងមានប្រមាណការ៉េតូច3ស្ទាំង3អី300អីគេបាទ300ការ៉េអត់មកច្រើនចឹងយើងយល់ហើយឥឡូវលោកគ្រូបញ្យោគឯកការទៀតដើម្បីកូនកត់ពួកដល់ម៉ោងហើយបាទចូលសរសេរពាក្យអានចំនួនខាងក្រោមឥឡូវកូនអានសិនចាំយើងបញ្យោគពីសរសេរអានខ្ញុំឯងកូន100 102 300 400 500 600 700 800
េងឲ្យកូនសេងពាកនៅពីក្រោមសេងមិនទៅមើលបងណាមើលអីគេមើលមួយមួយយើងមួយមួយទៀតរកយើងរកយកដល់អស់នៅនៅកសត់អីសោមកគោបំពេញខ្លួនហើយនៅទៅគឺមានសេឲ្យខ្លួនមើលខ្លះដែរមើលទៅឃើញហើយអរគុណអរគុណ